phanh nữa mà dùng máy tự cẩu lên luôn, đi theo đồi lên để đi kéo cây xoan kia. Tời cái máy từ dưới chân dốc kia lên trên này luôn. Đấy, đang buộc cáp để kéo cây này. Cây này nó khoảng tầm 80 phanh. Đấy, kéo gió đổ cây này nhá. Xong rồi tời luôn. Giới thiệu mọi người, đây là máy tời gỗ, tời đá, tời gỗ, tời các vật liệu xây dựng cũng được. Hoặc là tời cái vó viết cho các bạn mấy bác bên trải lưới. Đó. Đây là máy nó có phanh nhá. Máy này có phanh này. Có phanh. Có ngắt. Ngắt ra này. Đó. Mẫu mới nhất bây giờ luôn. Đó. Cái tời này nó cuốn được khoảng tầm gần 200 mét cáp. Đấy, chạy động cơ xe máy nhá. Máy này đã qua sử dụng rồi, mình muốn làm clip để giới thiệu mọi người, còn máy mới bên mình lúc nào cũng có sẵn nhá. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971 588 456. Đó. Đây đang níu vào cái cáp này vào đây. Bây giờ sẽ chạy để kéo luôn. Đấy. Bắt đầu nhá. Xong cắt mẹ gốc đi anh. Sao nó bật. Lấy gốc à? Chạy nhanh hơn kịp. Mày xúc. Cái kia thì nó bằng cái này luôn này. Đấy, bằng cái này luôn. To hơn. Bỏng là chắc luôn. Để cho cái máy đây, cắm vào đây này thì nó mới có lực. Bỏng máy ngay. Chỗ kia buộc chắc không có bật đấy. Lao phát máy. Đây rồi. Ê. Cho cái đấy nó lỏng anh phải hơi tì nó xuống. Hơi tì nó xuống nó mới ra được. Đấy. Phanh. Đấy, đã đi đứt dây, giờ lại tiếp tục. Kéo cây đổ nha. Ông sợ đang làm ở dưới là bị đây máy xúc đang làm ở dưới là bị đổ hạ đổ. Thật đứt cáp nhá, đứt cáp nó văng đấy nhá. Đổ. Ôi quá đơn giản luôn. Ôi giời, cả cây ru đổ luôn.
tránh tránh. Đấy lại còn đứng nhìn nữa, sợ. Khỏe nhờ. Cả cây to đùng luôn. Đứt chạc à? Đứt chạc rồi. À thì phải xuống dưới kia mới cởi được. Cởi đầu dưới. Hả? Cái sáp này đoạn này sờ đứt rồi. Thì cái đoạn này yếu mà. Em bảo cẩn thận nó bật mà. Cẩn thận nó bật cáp thì mẹ đang nó vung nó phát thì. Con này phải cáp 10, con này cáp 8 rồi. Cái đấy mình phòng thì mình nhả ra nó có rơi cụp xuống rồi mà. Nó giả cái ấy nhảy ra quá rồi. Khỏe không? Bác này chuyển máy sang bên kia. Coi cây nào nữa. Kéo hai cây kia. Kéo cây kia vào cái xoan kia thoải mái. Cây nào anh? Cây này á? Cây kia à? Hai cây đấy mẹ. Tục kéo cây này nhá. Kéo đổ cây này luôn. Đi tời cây này nhá. Đói cây to rồi này. Tời đổ luôn. Từ đã, ông xuống đã. Tránh đi anh ơi, xuống đi. Xuống đi anh ơi. Anh ơi bảo máy tránh đi. Rồi, chiến anh ơi. Kéo nào. Đấy đang phanh để giữ mọi người nhá. Đây cái này là phanh để giữ này. Cái này phanh để giữ cây này. Đấy. Có phanh có ngắt để giữ cây. Xuống. Phanh này có thể giữ được khoảng 3 tấn nhé, thoải mái. 3 tấn không anh nhỉ? Phanh này giữ được 3 tấn không? 3 tấn. Cuốc bên kia thôi. Cuốc bên này thôi. Em ơi, bảo là cuốc bên này. Cần vào cần đấy anh ơi, cẩn thận vào cần mấy xúc nó đấy. Rất khỏe. Đứt cáp nhá. Cáp cái cáp này. Wow, khá là to. Dã man thật. Khỏe, siêu khỏe. Con này lực cọc cộng lên phải 5-7 tấn. 5 tấn. Bởi vì mình treo cáp lên cao được. Còn cây kia nữa các bạn đúng không? Người ta phải cào cái hồng ấy, cào cái vượt khác là đổ rồi. Thế. Nó sợ đổ máy. Đào từ ban đầu cái góc kia không cần đào mà nó nhổ bật luôn cả đất mà. À vậy bảo ông Hùng ông tháo cát xong rồi là đây hai cây. Không tới lên à? Cây đổ rồi. Chưa.